Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh tổng hợp của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 8, huyện ủy Tân Lạc tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch số 250 ngày 9 tháng 8 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện về tổ chức Đại hội Đảng Bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện Tân Lạc lần thứ 25, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, các đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Quang Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban tổ chức Huyện ủy, triển khai và quán triệt kế hoạch số 250 ngày 9 tháng 8 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ 25, nhiệm kỳ 2025-2030. Công bố quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thành lập các tiểu ban tổ chức chỉ đạo đại hội. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ 25, nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc. Các đại hội sẽ thực hiện các nhiệm vụ là tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 về tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, trung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Song song với công tác tổ chức đại hội các cấp, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội, quan tâm chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tân Lạc, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc đã đến dự. Vượt qua nhiều khó khăn, với sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết của các thầy giáo, cô giáo và tinh thần học tập, rèn luyện của các em học sinh, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tân Lạc đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024. Toàn huyện có 50 trường học, trong đó có 25 trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở và 23 trường tiểu học và trung học cơ sở với 720 lớp học và 19.617 học sinh. Tính đến tháng 7 năm 2024, toàn ngành giáo dục có 1.593 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đối với cấp mầm non, 25 trên 25 trường đã tạo được góc vui chơi và xây dựng khu vui chơi ngoài trời cho trẻ. 17 trên 25 trường mầm non có khu trải nghiệm giao thông, có hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 75,5%, tăng 1,5% so với năm học trước. Thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chương trình giáo dục mầm non, kiểm định chất lượng gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đối với cấp tiểu học đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 4. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện với lớp 5, thực hiện đảm bảo công tác tuyển sinh năm học 2024-2025. Số học sinh lớp 1 mới tuyển là 1 chín đạt tỷ lệ 100%. Tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi, hội giảng bổ sung cấp tỉnh, đạt giải cao, đứng thứ hai toàn tỉnh. Số lượng học sinh tham gia các sân chơi, giao lưu trên Internet tăng. Có nhiều em đạt giải cao cấp tỉnh, và cấp quốc gia, thực hiện thành công học bạ số cấp tiểu học. Với cấp trung học cơ sở, chất lượng mũi nhọn được duy trì ở mức cao, có 82 em học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ hai toàn tỉnh. Chất lượng đại trà có bước phát triển vượt bậc, kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông điểm trung bình hơn năm. Xếp thứ hai trên 10 huyện thành phố, tăng bột bậc so với năm học trước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban, theo dân huyện Tân Lạc, đã ghi nhận biểu dương kết quả mà toàn ngành giáo dục đào tạo huyện nhà đạt được trong năm học vừa qua. Trong năm học mới, đồng chí đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện tốt kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng quản lý trong toàn ngành, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường học đáp ứng yêu cầu dạy và học, triển khai hiệu quả các chương trình dự án về cơ sở vật chất cho trường học đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa nhưng phải công khai minh bạch và đúng quy định. Phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ năm học 2024-2025 đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục theo phương châm năm sau cao hơn năm trước. Chiều ngày 22 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2024 cho ý kiến về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện và các dự thảo tờ trình báo cáo quan trọng. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Theo đó, 8 tháng đầu năm 2024, trong tổng số 32 chỉ tiêu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ có tính đột phá năm 2024, có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra, như diện tích trồng rừng 856 trên 450 hectare, diện tích gieo trồng cây hàng năm 13.850 trên 13.843 hecta thành lập mới hợp tác xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình của dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ giải quyết trong năm của dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Bên cạnh đó, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt 50% đến trên 50% kế hoạch, như tổng giá trị sản xuất, sản lượng lương thực cây có hạt, số lao động được giải quyết việc làm mới, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nguyên nhân do thị trường bất động sản đóng băng tiến độ giải ngân chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng quy hoạch và các quy định về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dân tộc thiểu số và miền núi giảm nghèo bền vững đang được tập trung triển khai thực hiện phát biểu kết luận hội nghị đồng chí bù văn tinh phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị ủy ban nhân dân các xã thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ ra soát các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ có tính đột phá năm 2024 tập trung thu ngân sách nhà nước giải ngân vốn đầu tư công tăng cường công tác quản lý nhà nước thủ trưởng các cơ quan đơn vị đều cao trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thuộc ngành lĩnh vực đã được giao các xã thị trấn tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai quan tâm triển khai tốt kế hoạch cho năm học mới và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Chiều ngày 23 tháng 8 năm 2024, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc và nhóm Thiện nguyện Trao chia sẻ yêu thương đã tổ chức lễ khánh thành bàn giao mái ấm nhân ái và tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Phú. Dự buổi bàn giao có đồng chí Đại tá Nguyễn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và lãnh đạo công an huyện Tân Lạc đã đến dự. Gia đình ông Bùi Văn Khuyên ở xóm Mường Kem, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay phải ở trong nhà tạm, không có khả năng xây được ngôi nhà mới. Chia sẻ với khó khăn của gia đình, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Công an huyện Tân Lạc và nhóm thiện nguyện trao chia sẻ yêu thương đã hỗ trợ gia đình ông 170 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố. Sau một thời gian khẩn trương thi công, ngoài phần kinh phí được hỗ trợ, gia đình ông còn nhận được sự chung tay giúp đỡ về ngày công của các ngành đoàn thể và anh em họ hàng. Được ở trong căn nhà mới có diện tích trên 50 m2, gia đình ông vô cùng xúc động và phấn khởi, bày tỏ lòng biết ơn và hứa sẽ giữ gìn căn nhà sử dụng lâu dài. Đây là nguồn động viên lớn, tạo động lực để gia đình yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế. Nhân dịp này, đoàn đã dành tặng 15 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú. Đây là hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hòa Bình, công an huyện Tân Lạc cùng các nhà hảo tâm dành tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn xóa nhà tạm, nhà rột nát, gắn với việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2024, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8 năm 2024 cho ý kiến và sự thảo văn bản thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và đánh giá hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong tháng 8. Đồng chí Mạc Thị Thảo, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tháng 8 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 9. Trong tháng 8 năm 2024, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo chương trình kế hoạch đã đề ra Chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề kết thúc kỳ họp đã ban hành báo cáo kết quả kỳ họp đảm bảo thời gian quy định. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, chỉ đạo 7 trên 7 tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2024. Chuẩn bị công tác tổ chức giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện giám sát công tác đào tạo nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mạc Thị Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc, đánh giá tinh thần trách nhiệm và tập trung của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban, hội đồng nhân dân huyện đã hoàn thành các công việc kế hoạch theo đúng quy định. Đồng chí giao văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục các ý kiến tại phiên họp để bổ sung hoàn thiện các báo cáo. Các đồng chí trong thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban, Hội đồng Nhân dân huyện bám sát nhiệm vụ trong tháng 9 để thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Tối ngày 23 tháng 8 năm 2024, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông và Liên đoàn Lao động huyện Tân Lạc phối hợp tổ chức thành công hội thi dân vũ thể thao lần thứ 2 năm 2024. Đến dự động viên hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Đào Tiến Cường, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, đồng chí Lê Chí Huyên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc, cùng đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ hội thi. Tham gia hội thi có 18 đội đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội đã mang đến hội thi 20 tiết mục nhảy dân vũ đặc sắc. Điểm nhấn của hội thi năm nay, ngoài các bài dân vũ trên nền nhạc đậm đà bản sắc văn hóa như vũ điệu kết đoàn, là các bản nhạc về truyền thống cách mạng như đoàn vệ quốc quân và dòng máu lọc hồng đường trường sơn xanh qua đường hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta hay những tiết mục phát họa về những chuyến tàu không số được các đội dân vũ xây dựng một cách công phu bố cục chặt chẽ kết hợp với trang phục đạo cụ công hiến cho khán giả những tiết mục vô cùng đặc sắc và hấp dẫn Có phần cổ vũ động viên phong trào dân vũ nói riêng và phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương bắc hồ nói chung ngày càng phát triển đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thông qua hội thi còn là dịp để cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao đời sống và văn hóa tinh thần và thúc đẩy xây dựng hình ảnh con người Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời lan tỏa hình ảnh về hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Sau một buổi tối tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho câu lạc bộ đến từ thị trấn Mạn Đức với liên khúc Đoàn vệ quốc quân và dòng máu lạc hồng. Hai đội đạt giải nhì là câu lạc bộ sức sống mới đến từ xã Phong Phú và nhóm nhảy đến từ xã Đông Lai. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2024, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Tân Lạc đã phối với Viện huyết học truyền máu Trung ương Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đồng hành cùng ngày hội. Thời gian qua, công tác vận động hiến máu tình nguyện của huyện được nhiều cơ quan, đơn vị và các tổng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Lượng máu được tiếp nhận trong Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 là sự sẻ chia đối với những bệnh nhân đang cần máu đặc biệt là những bệnh nhân nghèo góp phần các cuộc tình trạng thiếu máu đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế Ông Bùi Văn Ích ở xóm Tân Vinh, xã Phú Vinh huyện Tân Lạc dù năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng đã có mặt từ rất sớm để đăng ký hiến máu Ông cho biết đây là lần thứ 12 ông tham gia hiến máu mỗi lần hiến máu xong ông lại cảm thấy mình được khỏe khoắn hơn Ông Bùi Văn Ích, xã Tân Vinh, xã Phú Vinh, huyện Tân lạc, tỉnh Hòa Bình nói: Việc hiến máu như thế này thì cảm thấy là mình được góp những giọt máu của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thấy rất là có ý nghĩa. Anh Nguyễn Như Hưng, đơn vị Công an huyện Tân lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết. Hy vọng là những giọt máu của tôi và tất cả mọi người tham gia hiến máu ở đây thì sẽ được đi đến những bệnh nhân cần thiết được truyền máu một cách miễn phí và sẽ giúp cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh. Ngày hội là hoạt động được Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Tân Lạc tổ chức thường niên hàng năm. Xác định rõ giá trị nhân văn sâu sắc của phong trào hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chủ động xây dựng kế hoạch nội dung cụ thể, đồng thời triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Kết thúc ngày hội đã thu hút được 1.043 tình nguyện viên tham gia hiến máu, tiếp nhận được 900 đơn vị máu. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, Chủ tịch Hội chữ tập đỏ huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, cho biết thêm. Chúng tôi đã uh, tổ chức uh, tuyên truyền bằng loa truyền thanh và xe ô tô lưu động của huyện đã đi... Uh tất cả các địa bàn trên địa bàn của huyện để tuyên truyền đến các tình nguyện viên và bà con nhân dân, các cán bộ công nhân viên chức đã hiểu rõ nhiều năm nay cái công tác hiến máu của huyện là cái phong trào rất là phát triển. Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Tân lạc năm 2024 đã diễn ra thành công. Hoạt động này cần được nhân rộng và sự tham gia tích cực của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân, thể hiện tình cảm giữa con người với con người, góp phần đem đến niềm tin, trong hy vọng cho những người kém may mắn và hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người. Chiều ngày 23 tháng 8 năm 2024, tại nhà văn hóa xóm Tân Thành, Hội Khuyến học xã Nhân Mỹ đã tổ chức ngày hội Mổ lợn tiết kiệm khuyến học khuyến tài năm 2024. Ngày hội Mổ lợn tiết kiệm đã thu hút được đông đảo hội viên người cao tuổi, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xóm tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm từ 24 con lợn tiết kiệm của các gia đình đã tiết kiệm để dư gần 80 triệu đồng. Trong đó có một con lợn có giá trị cao nhất lên đến 18 triệu đồng. Số tiền này sẽ được các gia đình dành cho việc mua sắm quần áo sách vở và các khoản đóng góp đầu năm học mới cho con cháu mình. Trong những năm vừa qua, phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm phục vụ công tác khuyến học khuyến tải trên địa bàn huyện Tân Lạc nói chung và xã Nhân Mỹ nói riêng phát triển khá đều. Nguồn tiết kiệm trong cuộc sống, chi tiêu hàng ngày là điều kiện để các gia đình chủ động hơn về kinh tế, để con em mình chuẩn bị bước vào năm học mới một cách chủ động và đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết lại chương trình phát thanh tổng hợp của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.